Dạ, kính thưa quý thầy trong chủ tọa đoàn, kính thưa quý anh chị đồng nghiệp và các bạn thân mến. Sau đây em xin trình bày một trường hợp hội chứng MELAS tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Thì mục tiêu của bài nói của em là phân tích một số các đặc điểm hình ảnh thường gặp của hội chứng MELAS, bàn luận một vài cái chẩn đoán phân biệt và cũng như minh họa ca lâm sàng tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Thì hội chứng MELAS hay là từ viết tắt của bệnh não ti thể toàn chuyển hóa và các cơn dạng nhồi máu não được tác giả Pankratz mô tả lần đầu vào năm 1984. Thì đây là một rối loạn đa cơ quan hiếm gặp với ảnh hưởng chủ yếu là lên hệ thần kinh và hệ cơ, được gây ra bởi đột biến của DNA ti thể. Thì cụ thể trong hơn 80% trường hợp bệnh nhân có hội chứng MELAS mang một cái đột biến thay thế adenine guanine tại vị trí nucleotide 3243 của DNA ti thể. Thì cái sự kiện này nó dẫn đến sự khiếm khuyết trong quá trình tổng hợp protein ti thể và hệ quả là dẫn đến sự giảm sản xuất ATP làm cho tế bào tăng nhạy cảm với lại stress oxy hóa. Biểu hiện lâm sàng thường gặp ở giai đoạn khá là sớm với các bệnh nhân chủ yếu từ 2 đến 40 tuổi. Các triệu chứng rất là đa dạng, bao gồm có buồn nôn, nôn ói. Bệnh nhân có thể có đái tháo đường, thể trạng thì thấp lùn, yếu cơ, giảm thích lực, giảm thị lực, toàn chuyển hóa và đặc biệt là có các cơn khiếm khuyết thần kinh cấp tính mà được gọi là các cơn dạng nhồi máu não vì biểu hiện khá là tương đồng với lại các cơn nhồi máu não cấp với yếu liệt nửa người, bán manh, đau đầu và co giật. Để chẩn đoán hội chứng MELAS thì chúng ta sẽ dựa vào các cái tiêu chuẩn chẩn đoán bao gồm có lâm sàng được đề cập trong nhóm A, các triệu chứng đau đầu, nôn ói, co giật, liệt nửa người, giảm thị lực hoặc bán manh cùng với lại tổn thương khu trú cấp tính thấy được trên hình ảnh học thần kinh, và nhóm B là bằng chứng của rối loạn chức năng ti thể có thể tăng lactate trong máu, dịch não tủy, bất thường ti thể trên sinh thiết cơ hoặc là đột biến gen có liên quan đến hội chứng MELAS. Thì chẩn đoán xác định sẽ được đưa ra khi chúng ta có hai tiêu chuẩn nhóm A và hai tiêu chuẩn nhóm B cũng như nghi ngờ nếu như có một ở nhóm A và hai ở nhóm B. Thì hình ảnh học thường là phương tiện đầu tiên gợi ý chẩn đoán bởi vì bệnh nhân đến với cái triệu chứng không đặc hiệu và đôi khi có thể nhầm lẫn với lại các cái bệnh lý khác. Chúng ta cần lưu ý trên CT, MRI cũng như là hình cộng hưởng từ phổ. Ở trên CT, các dấu hiệu thường gặp là đóng vôi hạch nền trong giai đoạn mãn tính có thể gây ra giãn não thất. Các tổn thương khu trú thì có thể thấy được trên cả hình CT và MRI với đặc điểm là không phân bố theo vùng cấp máu của động mạch não giống như nồi nhồi máu não. Và trên hình cộng hưởng từ phổ thì chúng ta lưu ý đến đỉnh lactate. Thì vị trí thường gặp ở thùy đính, thùy chẩm, thùy thái dương và bán cầu tiểu não, điển hình sẽ không có đối xứng và như các anh chị có thể thấy ở trên hình. Các tổn thương này có thể có nhiều giai đoạn khác nhau. Trong giai đoạn cấp tính thì tổn thương có thể tăng thể tích nhẹ. Trong giai đoạn bán cấp có thể có hiện tượng hoại tử vỏ dạng lá với lại tín hiệu vỏ não tăng nhẹ trên hình T1. Trong giai đoạn mãn tính thì tổn thương giảm thể tích và gây ra hiệu ứng co kéo xung quanh. Thì ti thể có vai trò quan trọng trong điều hòa lượng canxi nội bào, cho nên việc rối loạn chức năng ti thể sẽ gây ra lắng đọng canxi thường gặp ở nhân bèo hai bên. Ở giai đoạn mãn tính trên hình ảnh CT thì sẽ có hiện tượng giảm thể tích, tức là các tổn thương gây mất dần các tế bào thần kinh, hệ quả là teo não và dẫn đến giãn não thất, và ưu thế là não thất dưới lèo, thường là não thất tư như các anh chị có thể thấy ở trên trường hợp này. Và tổn thương khu trú ở trên CT có đặc điểm là nó không có hoàn toàn giống như nhồi máu não, mặc dù tổn thương giảm đậm độ nhưng có thể lan qua cái vùng cấp máu kế cận, và đương nhiên ở giai đoạn mãn tính thì có kéo cái não thất bên kế cận. Trên trường hợp MRI thì chúng ta cũng thấy được các cái dạng tổn thương tương tự như trên CT với nhiều giai đoạn khác nhau, thì nó sẽ có hình ảnh dày vỏ não, rồi tín hiệu tăng thấp trên T1, tăng trên T2, rồi giai đoạn bán cấp thì có hoại tử vỏ dạng lá. Trên hình MRI chúng ta có thể khảo sát được cái đặc điểm phù độc tế bào hoặc là phù mạch của bệnh nhân hội chứng MELAS. Với điển hình là hình ảnh hạn chế khuếch tán trên diffusion và trên hình ADC map. Thì đối với các trường hợp bệnh nhân hội chứng MELAS thì cái hiện tượng giảm hoạt động của bơm natri kali có thể dẫn đến trường hợp phù độc tế bào thường gặp ở vỏ não, và cái vùng dưới vỏ thì lại thường gặp là cái vùng phù mạch.
đương nhiên là không có hình ảnh xuất huyết và không có tắc mạch máu lớn. Trên hình cộng hưởng từ phổ thì thông thường sẽ xác định được cái đỉnh lactate là cái dấu hiệu gợi ý có chuyển hóa yếm khí, thường cộng hưởng ở 1.3 ppm. Một số chẩn đoán phân biệt cần lưu ý như là nhồi máu não giai đoạn bán cấp thì các tổn thương do hội chứng MELAS thông thường thì nó không có phân bố hoàn toàn trong vùng cấp máu của động mạch não, giống như là nhồi máu não, và đồng thời cũng không có bắt thuốc. Trong một số trường hợp nhồi máu não giai đoạn bán cấp sẽ bắt thuốc dạng hồi não. Chẩn đoán phân biệt thứ hai là viêm não herpes có thể khá là tương đồng với lại hội chứng MELAS. Tuy nhiên các cái vị trí đặc hiệu như là hồi thủy thái dương, mặt ổ mắt của thủy trán và thủy đảo với đặc điểm không đối xứng cũng có thể giúp gợi ý cái chẩn đoán viêm não herpes. Và chẩn đoán phân biệt thứ ba em muốn bàn luận đó là cái hội chứng bệnh lý não sau phục hồi herpes, thì cái này nó sẽ xảy ra cái hiện tượng phù mạch ở vùng đính chẩm, u thê đính chẩm, và đặc điểm là đối xứng hai bên. Vì là phù mạch cho nên là cái tổn thương nó sẽ có tín hiệu cao trên hình ADC map chứ không có vùng phù độc tế bào. Thì ở trường hợp bệnh nhân nam 21 tuổi đã nhập bệnh viện Chợ Rẫy vì đau đầu tăng dần, nhìn mờ hai mắt và nhiều cơn co giật cục bộ, giảm thị lực, buồn nôn và nôn. Hiện tượng này diễn ra lặp đi lặp lại nhiều lần thành nhiều cơn khác nhau và được chẩn đoán với nhiều bệnh lý khác. Thì khi bệnh nhân nhập bệnh viện Chợ Rẫy có được chụp CT, MRI và cộng hưởng từ phổ, thì trên hình CT chúng ta có thấy là cái vùng nhân bèo hai bên và vùng nhân răng tiểu não hai bên có hiện tượng đóng vôi rất là rõ ràng. Tổn thương ở trên hình MRI là có hình có dạng nhồi dày vỏ não ở cái vùng thái dương và chẩm, không hoàn toàn nằm trong cái vùng cấp máu của động mạch não, và có cái vùng hạn chế khuếch tán ở vỏ não trên hình ADC map và cái vùng phù mạch ở phía dưới chất trắng dưới vỏ. Thì bệnh nhân được tiến hành chụp cộng hưởng từ phổ, chúng ta xác định được đỉnh lactate tại vị trí 1.3 ppm. Bệnh nhân sau đó được làm xét nghiệm lactate trong máu và trong dịch não tủy, ghi nhận có tăng lactate máu và dịch não tủy. Đồng thời giải trình tự gen thì có phát hiện được đột biến thay thế adenine guanine tại nucleotide 3243, qua đó giúp xác định chẩn đoán bệnh lý hội chứng MELAS. Thì thông qua cái trường hợp này thì em muốn đề cập đến vấn đề là chúng ta có thể nghĩ đến chẩn đoán bệnh lý hội chứng MELAS ở những cái bệnh nhân mà trẻ tuổi có những cái cơn dạng nhồi máu não và tổn thương vỏ não không có phân bố theo vùng cấp máu của động mạch não. Trong đó các cái dấu hiệu lâm sàng cũng như các phương tiện hình ảnh như là CT, đặc biệt là MRI và có thể là cộng hưởng từ phổ sẽ có những vai trò rất là quan trọng để giúp hỗ trợ chẩn đoán cái bệnh lý hết sức là hiếm gặp như thế này. Em xin chân thành cảm ơn.